Kính thưa quý vị và các bạn, nằm nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, Quảng Ninh được ví như một Việt Nam thu nhỏ vì có cả biển đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi và biên giới trên đất liền, trên biển, trên không. Được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tài nguyên khoáng sản cùng với tiềm năng lớn về cảnh quan. Nơi đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của thiền phái Trúc Lâm, là địa danh hội tụ, giao thoa, văn hóa con người đồng bằng sông Hồng. Trong đó nổi bật nhất là đội ngũ công nhân lớn mạnh lên đến hàng chục vạn người. Các thế hệ thợ mỏ đã nối tiếp nhau lao động lập nghiệp trên vùng mỏ Quảng Ninh, cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam. Nói đến truyền thống văn hóa công nhân mỏ, chúng ta có thể thấy được giá trị cốt lõi nhất, cao quý nhất từ công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho đến công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển ngành than đi lên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Đó chính là truyền thống kỷ luật và đồng tâm, nét văn hóa đặc trưng nhất của giai cấp công nhân vùng mỏ. Và dấu son là cuộc tổng bãi công ngày 12 tháng 11 năm 1936 với tinh thần kỷ luật đồng tâm chúng ta nhất định thắng đã gắn kết hơn 3 vạn thợ mỏ đấu tranh bền bỉ, quyết liệt, giành thắng lợi hoàn toàn và mãi mãi đi vào lịch sử. Tinh thần đó cũng được phát huy trong phong cách lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh, tạo nên bản sắc của vùng mỏ, trở thành truyền thống, thành giá trị tinh thần trường tồn của miền mỏ bất khuất. Cùng với thợ mỏ ngành than, trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, thợ mỏ Vàng Xanh chúng tôi cũng đang gìn giữ nhiều nét văn hóa tốt đẹp. Đó là truyền thống kỷ luật và đồng tâm. Trong sinh hoạt và khi làm việc đều rất tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đề ra, trong đó có quy định về an toàn, đặc biệt là quy định về 5 điều quy ước nếp sống thợ mỏ Vàng Xanh như đoàn kết, dũng cảm vượt khó, thi đua lao động sáng tạo, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện nếp sống văn hóa nơi ở, nơi làm việc và ngoài xã hội, sống nhân ái, trung thực, lịch sự, gương mẫu xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của công ty và địa phương, không vi phạm tệ nạn xã hội, không mê tín dị đoan. Đến từ các miền quê, những người thợ mỏ đã trở thành đồng chí, đồng nghiệp, đoàn kết, giúp đỡ nhau với tinh thần cùng xây dựng cuộc sống, không tính toán thiệt hơn. Trong các quán ăn người ta thường thấy, thợ mỏ ăn sóng, nói gió, thẳng thắn, gọi nhiều đồ ăn và ăn xong, ai cũng muốn mình được trả tiền. Nét khoáng đạt rất dễ thương của những người thợ mỏ là thế. Họ nói to là do làm việc trong điều kiện môi trường, máy móc, thiết bị nhiều, phải nói to mới nghe rõ, thậm chí là nóng nảy. Lâu ngày thành quen, nhưng cái nóng nảy ấy thường tan rất nhanh như tính cách đôn hậu của họ. Ca dao xưa có câu, ai đi ung bí Vàng Xanh, má hồng để lại, má xanh mang về. Ý nói về sự gian nan vất vả và thời tiết khắc nghiệt của núi rừng nơi đây. Tuy nhiên, từ một nơi rừng thiêng nước độc, Vàng Xanh đã trở thành quê hương của những người thợ mỏ. Từ lòng yêu nghề, với tinh thần trách nhiệm đến tác phong công nghiệp được phát triển và hình thành, chính là những yếu tố tạo nên nét văn hóa rất riêng của thợ mỏ Vàng Xanh. Ca dao xưa nay đã thành, ai đi ung bí Vàng Xanh, má hồng thêm thắm, tóc xanh thêm dài. Phát huy và giáo dục truyền thống kỷ luật và đồng tâm trong thế hệ hôm nay, ngành than đang tiếp tục thực hiện trí thức hóa đội ngũ công nhân, tăng cường sự phấn đấu để trung thành với ngành, với nghề, gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Từ năm 2020, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phát động phong trào xây dựng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ trong thời đại mới. Đó là điểm nhấn, là dấu ấn của ngành than nói riêng và Quảng Ninh nói chung trong chiến lược xây dựng và nâng tầm vị thế của người thợ mỏ ngành than. Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 từ hơn 2 năm qua, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh với ngành than, đến nay Quảng Ninh vẫn kiểm soát tốt tình hình, tạo môi trường an toàn để ngành than triển khai thực hiện hiệu quả những giải pháp điều hành linh hoạt để thực hiện nhiệm vụ kép là vừa chống dịch vừa sản xuất. Trải qua 86 năm, truyền thống kỷ luật và đồng tâm được đúc kết từ ý chí kiên cường, triệt để của công nhân vùng mỏ Quảng Ninh, tạo thành giá trị nhân văn cao cả của ý chí và tình người ngành than với Tổ quốc, giá trị tột đỉnh của văn hóa vùng mỏ mà không ở đâu, không ngành kinh tế nào có được, là một trong những yếu tố hợp thành văn hóa của vùng mỏ, xây dựng ngành than hiện đại, xanh, sạch, đẹp, quyết tâm thực hiện tâm nguyện của Bác, xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp và ngành than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.